X51 Story mến chào quý thính giả. Thường nghe câu, bảo kiếm trao anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Trong lịch sử, Hàn Tín nổi lên là bậc chiến thần, bách chiến bách thắng, thiên hạ vô song. Hình ảnh, chiến thần, Hàn Tín luôn gắn liền với một thanh bảo kiếm, mà giống như chủ nhân của nó, thanh kiếm ấy cũng có lai lịch phi thường. Tương truyền, người trao bảo kiếm cho Hàn Tín chính là Trương Lương, một nhân vật kỳ tài bên cạnh Lưu Bang. Vậy Trương Lương là ai, và cớ sao lại dâng bảo kiếm cho Hàn Tín, vốn là kẻ vô danh tiểu tốt lúc bấy giờ? Một buổi chiều, Trương Lương thần thơ dạo bước bên cầu, bỗng thấy một ông lão đi ngang qua cầu, bất cẩn làm rơi chiếc giày xuống dòng nước. Ông lão gọi Trương Lương và nói, này tiểu tử, hãy lại đây lượm chiếc giày cho ta. Trương Lương thấy lão ông tiên phong đạo cốt, không phải người thường, liền bước đến lượm chiếc giày và cung kính trao lại cho ông. Ông lão xỏ chân vào giày rồi lại đánh rơi xuống nước. Trương Lương lại cúi xuống nhặt, cứ như thế đến 3 lần, lần nào cũng kính cẩn hết lòng. Ông lão mỉm cười nhìn Trương Lương nói, tiểu tử này khá lắm, có thể dậy được đây, rồi chỉ vào gốc cổ thụ gần đó, 5 ngày nữa, ngươi đến gốc cây này, ta sẽ cho một vật quý, chớ có sai hẹn. 5 hôm sau, Trương Lương dậy sớm, đến chỗ gốc cây đã thấy ông lão ngồi chờ sẵn nơi đó. Ông lão nhìn Trương Lương mắng, đã hẹn với kẻ trượng phu cớ sao lại đến trễ. Thôi, ta cho 5 ngày nữa, hôm đó phải đến cho sớm. Đến ngày hẹn, vào đầu trống canh năm, Trương Lương đến gốc cây, nào ngờ ông lão đã ngồi ở đó rồi. Ông lão mắng, sao ngươi biếng nhác thế, hôm nào cũng để ta phải chờ đợi. Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa. Lần này, Trương Lương không ngủ, suốt đêm ngồi chờ ở gốc cây. Trống canh năm vừa điểm, ông lão lình mình bước đến. Ông lão nói, ta xem tiểu tử cốt cách thanh kỳ, nếu biết dùng tuổi xanh lo việc học tập, sau này có thể đổ vương định bá được. Này ta cho ngươi 3 quyển bí thư, trong có đủ kỳ mưu, thần toán. Dù tôn, ngô phục sinh chưa chắc bì kịp. Ngươi hãy nhận lấy mà học tập, trước vì nước Hàn mà báo quốc, sau vì thiên hạ mà giúp chân chúa đem lại thái bình, để khỏi phụ tình chi ngộ. Trương Lương tiếp nhận 3 quyển sách, quỳ mọp xuống đất tạ ơn. Ông lão nói thêm, đọc bộ sách này thì làm được thầy bậc vương giả. 10 năm sau, sẽ ứng nghiệm. 13 năm sau, ngươi đến gặp ta. Hòn đá màu vàng dưới chân núi Cốc Thành ở phía bắc sông Tế là ta đó. Trương Lương nghe nói ngạc nhiên, ngẩng mặt lên thì ông lão đã biến mất rồi. Đến khi về nhà, Trương Lương mở sách ra xem thấy đó là bộ Thái Công Binh Pháp. Từ đó Trương Lương tinh thông binh lược, thấu hiểu thiên cơ, có con mắt nhận biết bậc hiền tài, là đại quân sư kiệt xuất của Hán Cao Tổ Lưu Bang trong lịch sử. Khi Trương Lương đi khắp nơi tìm bậc dũng tướng có tài thao lược về phò tá Lưu Bang, ông vô tình gặp Hàn Tín. Lúc ấy Hàn Tín chưa có tên tuổi gì, mặc dù đã gia nhập nghĩa quân của Hạng Vũ, nhưng Hàn Tín luôn bị xem thường và cũng không được trọng dụng. Nhưng Trương Lương thì khác, ông chỉ thoáng qua đã nhận ra Hàn Tín là bậc anh tài hiếm có, ai có được Hàn Tín người ấy sẽ nắm cả thiên hạ. Trương Lương ngay lập tức đã đến gặp Hàn Tín. Trương Lương nói, tiền nhân tôi có để lại cho tôi 3 thanh bảo kiếm quý báu vô cùng, vì vậy bấy lâu nay tôi đi tìm bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, kẻ nào đáng mặt thì dâng hiến. Hiện 2 thanh bảo kiếm kia tôi đã dâng 2 người xứng đáng rồi, duy còn thanh thứ 3 này chưa gặp chủ. Này nghe tướng quân là bậc hào kiệt, lại là bạn đồng hương, nên mang lại đây kính biếu cho tướng quân. Hàn Tín thấy Trương Lương ca tụng thanh bảo kiếm liền hỏi, dám hỏi tiên sinh, thanh kiếm ấy có gì quý? Trương Lương ngâm lên một bài thơ ca tụng thanh kiếm, rằng kiếm báu không đem bán, chỉ hiến kẻ hùng anh, giang sơn mặc sức tung hoành, giúp người dựng nước, lưu danh muôn đời. Hàn Tín thấy Trương Lương nói vậy, bèn đứng dậy đáp. Tín tôi chẳng qua là một kẻ hư danh, nay tiên sinh có lòng hạ cố đến đây, ơn ấy không sao nói hết. Vậy xin tiên sinh cho tôi xem qua kiếm ấy. Trương Lương trao kiếm cho Hàn Tín, kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, hào quang chói sáng ngời. Trên bao có để một bài thơ, kiếm báu lập lòe tay dũng sĩ, non sông một giải trí hiên ngang, máu hồng men rượu say băng tuyết, muôn dặm sơn hà một tấc gang. Hàn Tín thường ngày rất thích kiếm, nay thấy thanh bảo kiếm trong lòng vô cùng yêu thích, hiềm nỗi chỉ vì trong túi không có tiền nên không dám hỏi giá. Một lúc sau, Hàn Tín hỏi, ngài có 3 thanh kiếm, thế thì 2 thanh kiếm ngài đã bán được bao nhiêu? Trương Lương nói, tôi đã nói với tướng quân là kiếm tôi không phải bán. Nếu gặp người xứng đáng làm chủ, xin đem dâng mà thôi. Vì nghe tướng quân là bậc hào kiệt, tôi mới đem kiếm đến đây. Hàn Tín nói, đa tạ tiên sinh có lòng chiếu cố. Chỉ sợ tín tôi chưa chắc phải là hào kiệt hay không. Trương Lương nói, nếu tướng quân không xứng đáng thì tôi đâu có tìm đến đây, và dù tướng quân có trả muôn lượng vàng dòng đi nữa, tôi cũng quyết không bán, huống chi là tặng không. Hàn Tín trong lòng cảm kích vô cùng, bèn hỏi tiếp, thưa tiên sinh,
ba thanh bảo kiếm đều có tên cả chứ? Trương Lương nói, dĩ nhiên, một thanh gọi là Thiên Tử Kiếm, một thanh gọi là Tể Tướng Kiếm, còn thanh này gọi là Nguyên Nhung Kiếm. Nguyên Nhung Kiếm có tên là Can Tương Mặc Tà. Nguyên vua nước Ngô là Hạp Lư đúc ra hai thanh, một thanh Thư và một thanh Hùng. Tuy là sức người tạo ra, song chọn ngày giờ, ứng theo các vì tinh tú, hợp khí âm dương, rèn vào lửa hơn 10 năm mới thành, cho nên quý báu lắm. Vì sự quý báu ấy nên tôi đi bán kiếm phải dùng người tài đức mà trao. Hàn Tín hỏi, người tài đức thế nào mới dùng được kiếm báu của tiên sinh? Trương Lương đáp, người muốn dùng Thiên Tử Kiếm phải có chân mệnh Thiên Tử, hội tụ đủ 8 đức, nhân, hiếu, thông, minh, kính, tắc, kiệm, học. Còn muốn dùng Tể Tướng Kiếm cũng phải có đủ 8 đức mới đeo được, đó là trung, chính, minh, biện, thứ, dung, khoan, hậu. Còn như kiếm Nguyên Nhung cũng cần phải có đủ 8 đức, liêm, quả, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, minh. Hàn Tín lại hỏi, tiên sinh đi tặng kiếm mà hiểu thấu lẽ trời, quả là bậc anh tài. Song hai thanh kiếm kia tiên sinh đã tặng cho ai? Trương Lương nói, thanh Thiên Tử Kiếm thì tôi đã dâng cho Lưu Bái Công, người đất phong. Ông ấy là người khoan nhân đại độ, biết trọng dụng lương thần, biết nghe lời trung gián, không tham tài, không hiếu sắc, không bội nghĩa, không vong ân, thật là một người có đức, đáng làm thiên tử. Trước đây, người ấy vì dân, chém bạch xà khởi nghĩa nơi núi Mang Đãng, trừ nhà Tần tàn bạo, khiến thiên hạ mến phục. Ngay khi đó tôi đã hiến thanh kiếm cho ông ấy, còn thanh Tể Tướng Kiếm tôi đã trao cho ông Tiêu Hà. Ông ta là người có tài thao lược, gồm đủ kinh luân, lại đầy đức khoan hồng, nhân nhượng, không lấy vũ lực làm trọng, chỉ lấy nhân ngu làm gốc. Xem lúc ông ta theo Bái Công vào Hàm Dương, đem ba điều ước pháp truyền trong nhân dân, thì thật là tài Tể Tướng đã biểu lộ ra đó. Tôi dâng kiếm cho Tiêu Hà từ lúc ấy. Hàn Tín nghe xong, mừng rỡ nói, tiên sinh tặng kiếm cho Hán Vương và Tiêu Hà thật xứng đáng. Này thanh kiếm này tiên sinh đem đến cho tiểu tử, chỉ sợ rằng tiểu tử không đủ tài đức Nguyên Nhung, phụ với lòng tin của tiên sinh chăng? Trương Lương nói, cứ như tài đức của tướng quân mà suy thì dù Tô Tần, Ngô Khởi, Nguyên Thọ thuở xưa cũng không hơn được. Sở dĩ tướng quân còn long đong lận đận là vì chưa gặp được chúa biết trọng dụng. Tỷ như Thiên Lý Mã ngày xưa, lúc chưa gặp được Bá Nhạc thì Thiên Lý Mã phải nhốt chung vào chuồng trâu, chịu nhục với đứa ăn, đứa ở. Khi Bá Nhạc biết được, đem về nuôi dưỡng, Thiên Lý Mã vo câu rong ruổi, nhìn dặm một giờ, ai nấy đều khen ngợi. Ấy vậy, tướng quân bây giờ chẳng khác con Thiên Lý Mã chưa gặp Bá Nhạc. Nếu tướng quân gặp được Minh Quân, tài đức ấy sẽ làm khuynh thành, nghiêng quốc có khó chi. Hàn Tín nghe Trương Lương động đến hào khí, bất giác thở dài, đứng dậy nói, đa tạ tiên sinh. Lời nói của tiên sinh như soi vào buồng gan của kẻ thất thời này, khiến Tín tôi không thể cầm lòng được. Nay lời nói của tiên sinh chẳng khác nào liều thuốc cho kẻ sĩ này. Thoạt trông dưới ánh trăng mờ, tôi đã hiểu, nhưng chưa dám nói. Tiên sinh có phải là Trương Tử Phòng, đang khuông phò Hán Vương chăng? Trương Lương vội vàng đứng dậy thủ lễ, và đáp, tướng quân đã biết, Lương này đâu dám giấu. Tôi xem các vua chư hầu, không ai bằng Hán Vương, người ấy là bậc siêu nhân, có thế làm nên đại sự. Từ đó Hàn Tín luôn mang theo Nguyên Nhung kiếm bên mình, một lòng phò tá Lưu Bang, làm nên sự nghiệp lẫy lừng thời Tây Hán. Xưa nay, những vật báu trong thiên hạ ai ai cũng muốn tranh giành, ai ai cũng muốn đoạt lấy. Nhưng, bảo kiếm trao anh hùng, báu vật, có chăng, lại không dễ rơi vào tay kẻ tục từ phàm phu, mà sẽ tự biết tìm đến người có nhân đức. Nếu như khắp thiên hạ không có lấy một kẻ sĩ đại đức, không một ai xứng tầm, thì cho dù người không quản, vẫn sẽ có trời quản. Vì thế mới có chuyện, cuốn Thái Công Binh Pháp, ắt được trao cho Trương Lương, thanh kiếm Thiên Tử ắt phải trao cho Lưu Bang, Tể Tướng kiếm ắt được trao cho Tiêu Hà, và Nguyên Nhung kiếm ắt là dành cho Hàn Tín. Đó là vì Lưu Bang có nhân đức, mang chân mệnh Thiên Tử, Tiêu Hà có tài thao lược, lại biết trọng nhân, còn Hàn Tín chí dũng song toàn, tài năng chắc việt, lại là bậc đại nhẫn thiên hạ khó ai sánh bằng. Cho nên, tu thân, dưỡng đức là điều mà người xưa luôn xem trọng. Chỉ khi cái đức đủ rộng lớn, lòng nhân đủ quảng đại bao la, thì mới xứng đáng được làm chủ, vật báu, trong thiên hạ vậy. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.